mình là Irene đến từ Coi68 TV. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ đem đến cho anh em những tin tức nóng hổi nhất trong tuần thứ 2 của tháng 9. Anh em hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coi68 TV, cũng như là ấn vào nút chuông nho nhỏ ở phía bên dưới để ủng hộ trong những video mới nhất của tụi mình nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên đó chính là tòa án Mỹ cho phép FTX bán 3,4 tỷ đô la Mỹ crypto, gây xôn xao thị trường tiền mã hóa. Vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Mỹ thì thẩm phán tòa án phá sản quận Delaware đã ra phán quyết là chấp thuận đề xuất bán crypto của FTX, sàn giao dịch đã phá sản vào tháng 11 năm 2022. Trước đó thì vào cuối tháng 8, FTX đã gửi đề xuất lên tòa đề nghị bán đi các đồng tiền mã hóa đã khôi phục để quy ra tiền mặt và bồi thường cho những người dùng bị thiệt hại. Sàn thì còn bày tỏ mong muốn được mở lệnh phòng hộ cho BTC, Ethereum nhằm hạn chế rủi ro khi mà bán những đồng tiền này. Riêng với trường hợp của Ethereum, FTX thì muốn được staking Ether để thêm nguồn thu. Quá trình mở bán thì sẽ được tiến hành thông qua Galaxy Digital, ngân hàng số hỗ trợ tiền mã hóa và là một trong những tổ chức lưu ký crypto có tiếng tại Mỹ. Theo đề xuất này thì giá trị bán sẽ là khoảng 100 cho đến 200 triệu đô mỗi tuần. FTX thì sẽ phải có nghĩa vụ là thông báo trước 10 ngày cho các bên ủy thác của chính quyền Mỹ các giao dịch bán, nhưng sẽ không phải đưa ra những thông cáo cho dư luận. FTX thì hồi đầu tuần đã công bố báo cáo tài sản tính đến cuối tháng 8 năm 2023. Tính theo giá trị thị trường ở thời điểm hiện tại thì sàn đang nắm giữ 3,4 tỷ đô la Mỹ tiền mã hóa có thanh khoản cao, chủ yếu là dưới dạng Solana hay là Sol, Bitcoin, Ethereum, Aptos, Tether hay là XRP vân vân. Cộng đồng tiền mã hóa trong những ngày gần đây thì đang bày tỏ sự lo ngại về khả năng FTX sẽ xả token ra thị trường, đặc biệt là token Sol. Tuy nhiên, phần lớn lượng Solana mà FTX đang nắm giữ thực chất là đang bị khóa và sẽ trả dần từ nay cho đến hết năm 2027 cho đến 2028. Tuy nhiên, việc có đến 100 cho đến 200 triệu đô la Mỹ tài sản bị FTX thanh lý mỗi tuần thì vẫn là một áp lực bán rất lớn đè lên thị trường crypto. Tin tức tiếp theo đó chính là nghi vấn sàn CoinEx bị tấn công vì nóng do các hacker Triều Tiên. Theo phát hiện của đơn vị bảo mật là Cyrus Atlas và thám tử on-chain Jack SBT thì dường như là sàn giao dịch CoinEx đang bị tấn công khi mà xuất hiện rất nhiều giao dịch báo động. Cụ thể thì người ta đã tìm thấy ví nóng của sàn đang bị rút đi một lượng lớn token đủ loại khác nhau. Thiệt hại ước tính từ Jack XBT hiện tại là đang tính là khoảng 27,8 triệu đô la Mỹ tài sản trải khắp các mạng lưới từ Ethereum là khoảng 18 triệu đô cho đến Tron 8,5 triệu đô và cuối cùng là Polygon khoảng hơn 300.000 đô la Mỹ. Dữ liệu từ Arkham thì cho thấy là các địa chỉ ví của CoinEx thì đang nắm giữ lên đến 95,4 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa ở trên Ethereum, chủ yếu là ETH và USDT. Dữ liệu của Arkham về ví của CoinEx thì Irene sẽ để trên màn hình cho anh em theo dõi. Theo cập nhật từ Google Blockchain, ứng dụng CoinEx thì đã thông báo chuyển sang một chế độ bảo trì, dừng mọi hoạt động nạp và rút tài sản. Giá token CET của CoinEx thì đã giảm mạnh hơn 20% sau khi có tin đồn sàn bị hack. Theo cập nhật đến chiều ngày 13 tháng 9 thì sàn CoinEx đã công bố một loạt các địa chỉ ví được cho là có liên hệ với kẻ tấn công vào nền tảng này, trải dài ở trên nhiều blockchain bao gồm Ethereum, BNB Chain, Bitcoin, Ripple, Tron, Polygon và rất nhiều các mạng khác. CoinEx thì cũng đang kêu gọi cộng đồng, các sàn giao dịch, các dự án cũng như là các bên liên quan cũng chặn những địa chỉ này để không cho kẻ xấu có thể phân tán tiền. Chưa dừng lại ở đó thì theo thám tử on-chain Jack XBT thì kẻ tấn công đã vô tình liên kết các địa chỉ ví lấy tiền từ CoinEx với những ví tham gia bòn tiền từ các nhà cái cá cược stake, cho thấy là có dấu hiệu hacker này chính là nhóm tin tặc Lazarus Group của Triều Tiên. Lazarus Group thì là nhóm hacker bị cáo buộc đứng sau rất nhiều các vụ tấn công tiền mã hóa gần đây, trong đó có vụ sập cầu nối Ronin của Axie Infinity với giá trị hơn 625 triệu đô hay là cầu nối Horizon của Harmony khoảng 100 triệu đô hoặc là một số các vụ tấn công khác của Afoco khoảng 60 triệu đô hay là Atomic Wallet 100 triệu đô và gần nhất là vụ nhà cái Stake bị thiệt hại hơn 41 triệu đô. Trong 3 tháng gần nhất thì Lazarus Group đã được cho là đánh cắp số tiền lên đến 270 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa từ thị trường. Thông tin tiếp theo là về các Layer 2 mới được ra mắt của các dự án lớn như là Manta, Astra, OP, BNB và AsianAid. Mảnh đất Layer 2 thì đang ngày càng trở nên sôi động, đặc biệt là với các giải pháp theo hướng Zero Knowledge có thể kể đến như là Polygon, Stacknet,
JK Sync hay là Scroll. Nhìn chung thì mảng này đã chứng minh được hiệu quả và giá trị của mình, được nhìn thấy rõ nét sau khi chúng giảm đáng kể áp lực phí gas từ chain chính là Ethereum trong cơn sốt Frenchtech vừa qua. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Layer 2 của Manta Network. Manta Network thì mới triển khai Layer 2 ở trên mainnet của họ. Theo công bố mới nhất từ Manta Network thì giải pháp Layer 2 Pacific chính thức đã được ra mắt ở trên mainnet sau khi kết thúc giai đoạn testnet vừa qua. Vào tháng 7 năm 2023 thì đơn vị phát triển Manta Network là POX Lab đã huy động thành công 25 triệu đô trong vòng Series A. Vòng gọi vốn này thì đã nâng tổng giá trị của dự án lên ngưỡng 500 triệu đô. Về công nghệ thì dự án cho biết Layer 2 Manta Pacific là lớp thực thi tương thích với EVM kết hợp với công nghệ Zero Knowledge ZK, hỗ trợ các tính năng bảo mật thông tin cho người dùng. Giai đoạn testnet của Manta Pacific thì cũng được dự án đánh giá là thành công. Layer 2 thì đã thu về cho mình sự tham gia của hơn 150.000 địa chỉ ví hay ứng dụng game on-chain là ZK HOM, giải pháp định danh ZK Me và xác minh dữ liệu là ZK Pass. Thứ hai là Astra Network. Astra Network đã kết hợp với Polygon để ra mắt ZK EVM Layer 2. Theo thông tin được công bố thì blockchain Layer 2 Astra ZK EVM sẽ sử dụng CDK, tức là Chain Development Kit, một giải pháp cải tiến của Supernet dưới cơ chế là Zero Knowledge Proof được Polygon Labs giới thiệu vào cuối tháng 8 vừa rồi. Astra Network thì tự định vị bản thân là một nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu tại Nhật Bản, hỗ trợ cả môi trường EVM và Web Astroging hay là Worms, và cũng như là khả năng tương tác CVM là Cross Virtual Machine. Astra trước đây thì đã hợp tác với gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản là Sony để cho ra mắt chương trình ươm tạo Web3. Chương trình này thì kết thúc vào tháng 6 năm 2023 với 19 dự án được chọn lọc từ hơn 200 đơn đăng ký để được đưa lên khởi chạy ở trên Astra. Theo là giải pháp Layer 2 của OPBNB mang tên là ZBNB Chain. Chiều ngày 13 tháng 9 năm 2023 thì BNB Chain đã tuyên bố chính thức triển khai mainnet cho OPBNB, giải pháp mở rộng Layer 2 của mình sau nhiều tháng phát triển gần đây. OPBNB thì là một mạng lưới mở rộng tương thích với Ethereum Virtual Machine hay là EVM, được xây dựng dựa trên nền tảng OpenStack của Optimism và sử dụng giải pháp Optimism Rollup. Đã có hơn 150 dự án cam kết là sẽ tích hợp hoặc là xây dựng chính ở trên OPBNB. BNB Smart Chain thì là một phần của hệ sinh thái BNB Chain, cùng với BNB Bitcoin Chain là lớp staking và quản trị của hệ sinh thái BNB Chain, hay là BNB Greenfield là hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung, hoặc là ZKBNB, một mạng Layer 2 dựa trên ZK Rollup, cũng đang trong trạng thái testnet sau khi được ra mắt vào tháng 9 năm 2022. Theo thông cáo thì sau khi ra mắt mainnet thì OPBNB sẽ thực hiện hóa những mục tiêu sau. Đầu tiên là tăng cường hệ thống fraud proof, triển khai account abstraction, phát triển hệ sinh thái BNB Greenfield. Sequencer phi tập trung BNB Chain thì đang từng bước củng cố và tăng cường vị thế của mình để cạnh tranh với Ethereum, dù vẫn bị bỏ lại khá xa về giá trị khóa ở trên blockchain. Theo dữ liệu từ DeFi Llama thì tổng giá trị khóa hay là TVL của các ứng dụng ở trên Ethereum là lớn hơn 23,7 tỷ đô và TVL của các dự án ở trên BNB thì khá là khiêm tốn, chỉ ở mức 2,8 tỷ đô. Tiếp theo là AsianX, ra mắt Layer 2 dành riêng cho game Web3 ở trên Ethereum. AsianX Chain thì là một giải pháp Layer 2 ở trên Ethereum, xây dựng trên nền tảng là OPStack của OPMainnet hay là Optimistic, với định hướng là trở thành một trong những đơn vị tiên phong đẩy chiến lược Optimistic Superchain. AsianX thì sở hữu những lợi thế sau: thừa hưởng khả năng bảo mật và an ninh của mạng lưới Ethereum, tận dụng OPStack, nền tảng tối ưu nhất về công nghệ và hiệu năng ở thời điểm hiện tại để xây dựng Layer 2. Tiếp theo là khả năng mở rộng quy mô, chi phí thấp và tương thích được với nhiều môi trường EVM thông qua Optimism, mở ra cơ hội giao lưu với những dự án khác cũng đang phát triển trên nền OPMainnet thông qua Optimism Superchain. Mục tiêu của AsianX Chain đó chính là trở thành cánh cửa để giới thiệu hàng triệu người dùng đến với Web3 thông qua lĩnh vực game, một ứng dụng trực quan và dễ làm quen nhất. Tại thời điểm ra mắt thì AsianX Chain sẽ cung cấp hệ sinh thái gồm 5 dự án là Spatry, ứng dụng giúp người dùng hoàn thành các nhiệm vụ ở trong game để nhận thưởng. Thứ hai là Dojo, launchpad dành cho các dự án game Web3. Thứ ba là Echo ID, giải pháp tên miền Web3 trên AsianX Chain. Kế đến là PlayNation, cộng đồng và các đối tác game Web3 của AsianX. Và cuối cùng là Gozo Network, tổ chức DAO gồm các nhà tạo lập nội dung ở trên Web3. Hiện tại thì AsianX Chain mới chỉ ra mắt phiên bản thử nghiệm trên testnet dựa trên cấu hình kỹ thuật cung cấp tại đây. Và sau khi đã điểm qua những tin chính trong tuần vừa rồi thì anh em hãy cùng theo dõi một số tin bản đáng chú ý trong tuần nhé.
Đầu tiên là Passos chuyển giao dịch Bitcoin với tiền phí hơn nửa triệu đô. Ngày 11 tháng 9 vừa qua thì đã có một giao dịch Bitcoin gây ra xôn xao cho cộng đồng khi mà một người dùng đã chuyển 0,07 Bitcoin, tức là chỉ khoảng 2.000 đô la Mỹ, nhưng lại phải trả số tiền phí lên đến 19,8 Bitcoin, tức là khoảng hơn 500.000 đô la Mỹ tiền phí giao dịch. Passos thì đã xác nhận rằng họ chính là người thực hiện giao dịch trên và đã thừa nhận là mắc sai sót trong quá trình giao dịch. Passos thì cho biết rằng khoản tiền này thuộc sở hữu của công ty và không ảnh hưởng đến tài sản người dùng. Passos thì cũng đã liên hệ với pool đảo là F2Pool, người đã khai thác block Bitcoin chứa giao dịch trả phí BTC sai sót để yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch vừa rồi. Nhà sáng lập của F2Pool thì trước đó đã cam kết hoàn tiền cho người thực hiện giao dịch nếu liên hệ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, sau đó thì người dùng này lại thay đổi quyết định và xem xét lựa chọn trả 50% hay là giữ lại toàn bộ số tiền trên. Passos thì vốn được biết đến rộng rãi là tổ chức đứng đằng sau đồng USD của Binance trước khi bị chính quyền Mỹ yêu cầu thu hồi và ngừng hoạt động, cũng như là đối tác phát hành stablecoin PayPal USD hay là PYUSD của PayPal. Tin tức thứ hai là đồng sáng lập OneCoin bị kết án 20 năm tù kèm theo khoản phạt lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Ngày 12 tháng 9 thì tòa án quận Nam New York, Mỹ đã kết án Carl Sebastian Wingroth, quốc tịch Thụy Điển, 20 năm tù giam vì tham gia tổ chức âm mưu Ponzi mang tên là OneCoin, thu hút 3,5 triệu người tham gia và thu được số tiền khổng lồ lên đến 4,3 tỷ đô la Mỹ. Wingroth thì sẽ phải đóng phạt hơn 300 triệu đô, số tiền bất chính từ OneCoin dùng để mua du thuyền, máy bay riêng và bất động sản Tây Ban Nha, Dubai và Thái Lan. Ông này thì đã bị bắt giữ tại Thái Lan vào năm 2018 và sau đó đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền. OneCoin thì được thành lập vào năm 2014 bởi Wingroth và bà Ruja Inatova, nhà sáng lập chính, hiện vẫn đang bị truy nã. Inatova thì được gọi là nữ hoàng tiền số, sau đó thì đã biến mất vào năm 2017 sau chuyến bay đến Hy Lạp. Ở thời điểm hoàng kim thì OneCoin đã luôn được so sánh với Bitcoin, nhưng thực chất đây chỉ là một mô hình đa cấp và bị cáo buộc là lừa đảo và rửa tiền. Ngoài OneCoin thì cộng đồng tiền mã hóa cũng đang chờ xét xử Sam Bankman-Fried với 8 tội danh liên quan đến sự sụp đổ của FTX. Dự kiến thì phiên tòa sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tới. Tin vắn cuối cùng trong ngày đó chính là phát hiện ra một người đã lập hẳn một sàn DEX riêng để săn airdrop ZK Sync bằng 22.000 ví. Một tài khoản Twitter đã phát hiện cụm 21.877 ví ZK Sync thuộc về một cá nhân. Chủ sở hữu của các ví này thì đã xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung DEX, tạo token riêng mang tên là Gemstone, tức là Gem, và thêm thanh khoản trị giá hơn 80 ETH cho sàn DEX đó. Sàn DEX này thì có một mã nguồn đóng và không cho phép người khác truy cập hay là giao dịch ở trên đây. Người dùng này thì đã thêm gần 22.000 địa chỉ ví ZK Sync vào whitelist để nhận và giao dịch token Gem nhằm săn airdrop từ ZK Sync. Hành động này thì đã giúp cho cá nhân này tối ưu hóa được slippage và giảm chi phí gas khi mà thực hiện các giao dịch. Cá nhân này thì đã thực hiện khoảng 10 giao dịch trị giá 10.000 đô la Mỹ cho mỗi địa chỉ ví ZK Sync với phí Ethereum chỉ khoảng 1,5 cho đến 2 đô la mỗi ví. Cộng đồng thì cho rằng đây là một thợ cày retroactive chuyên nghiệp nhưng có khả năng sẽ bị dính surveil và không nhận được phần thưởng airdrop từ ZK Sync. Tuy dự án ZK Sync chưa có công bố thông tin về airdrop, thế nhưng việc tích hợp nạp rút Ethereum ở trên ZK Sync Edra ở trên Binance mới đây thì đã gây kỳ vọng lớn cho cộng đồng. Cộng đồng đầu tư thì hy vọng vào một sự kiện airdrop cực khủng đến từ ZK Sync để thúc đẩy thị trường tiền mã hóa sau một thời gian thị trường điều chỉnh. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về những tin tức crypto quan trọng ở trong tuần vừa qua cùng với số tiếp theo của series tuần qua có gì. Anh em nghĩ sao về những thông tin này và hãy cùng comment suy nghĩ của anh em ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye.